Rồi, hello quý vị các bạn. Tuấn Dương đang có mặt ở đây là khu vực chợ Hồ Thị Kỷ. Hôm nay thì sẽ ghé ở đây để ăn một cái món là món bún cá. Ở đây thì có rất là nhiều các cái loại bún, bánh canh, chả cá, bún Campuchia. Du khách thì họ cũng đang ăn. Đây chúng ta sẽ ghé đây ạ. Chị ơi, bún cá Nha Trang với ở Campuchia thì khác gì nhau hả chị? Dạ con chỉ theo bún Nha Trang là chả với cá nước trong. Chả cá nước trong. Campuchia cá lóc nước ngoài vàng, có gì mắm. Cho em bún cá Nha Trang đi. Một cái đầu cá lóc này nhiêu tiền? 50. Lấy đầu không? Lấy đầu đi. Lấy cái đầu. Lấy một cái đầu. Đây, con sẽ coi ạ. Đây là rau. Có hai ăn bún gì em ơi? Bánh canh cá. Bánh canh. À, hai cái bánh canh cá đây. Bánh canh. Hai cái bánh canh cá. Rồi em chan mình ăn gì nè? Đây, uống chút nước. Có, kêu cho mượn cái bàn đi. 50.000 là đầu không đúng không chị? Còn tô bún này nhiêu tiền nữa? Bún 10.000. Bao nhiêu? 10.000. Bún không 10.000. Lấy bún không cái đầu hay sao? Không, lấy đầy đủ đi. Lấy đầy đủ xong rồi cả. Còn bình thường tô bún này là 25 đúng không? Em đó sẽ ăn thêm đầu cá lóc à? 10.000 bún không dưới đầu là 60. Lấy bình thường dưới đầu. Bình thường ở đầu mà. Kêu trả đèn ở đây, đưa đèn ở đây. Đây thịt heo hả chị? Dạ. Đây thịt heo hay cá? Cái này là cá không nha anh? Đó, cá hết. Cá không, cá với chả cá, cái này là cá lóc. Ở đó trên là cá ngừ bò. Ok. Các bác đã sắp sẵn một cái đây rất là đông khách các bạn. Đây mình bán từ mấy giờ chị? 11 giờ trưa tới khoảng 6 giờ chiều. Địa chỉ số đây là bao nhiêu đấy anh? 418 trên 44 Lê Hồng Phong. 418 trên 44 Lê Hồng Phong ha. Phường 1 quận 10. Ok, có bàn nào cho em ngồi. Rồi, em qua đây ngồi cho em. Ok, ok. Dạ, dạ. Ok, ok. Đầu cá của em đây. Ok, đầu 50.000 các bạn. Còn tô bún bình thường kia là 25k. Rồi, ok, rồi cảm ơn chị. Đây là bún cá của chúng ta đây các bạn. Một dĩa rau. Ở đây là đầu cá. Đây là món bún cá Nha Trang và đầu cá nóc các bạn. Nước rất là trong các bạn. Ba cái bún kia. Đó.
Thank you.
Món này cũng là cái món nhiều người yêu thích ở Sài Gòn nè. Rồi còn một cái nhang, một cái mùi chiên bằng nhau. Thank you.
Đây bên này cũng có những các cái du khách họ đang ngồi họ ăn đó. Thì miệng bàn. Giờ Sài Gòn thì đang mưa. Uống nước mía các bạn. Rồi, video clip của Tuấn Dương xin phép sẽ tạm end tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đừng quên bấm nút like cho video và đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Bye bye các bạn.